Chiều nay ngày 15 tháng 6, trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Hồng Kông Trung Quốc sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray. Họp báo trước thêm trận đấu, huấn luyện viên Philippe Chuxie đã dành lời khen cho bộ ba cầu thủ xuất ngoại thi đấu, gồm Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn. Đội tuyển Việt Nam đã có gần một tuần hội quân để chuẩn bị cho trận giao hữu và cũng là trận đấu đầu tiên dưới triều đại của huấn luyện viên Philippe Chuxie. Dù thời gian không nhiều, nhưng chiến lược gia người Pháp cho biết rất hài lòng với sự hợp tác của các cầu thủ. Sau một tuần tập luyện, tất cả cầu thủ đã nỗ lực để có thể vận hành được lối chơi mà tôi mong muốn. Tôi hài lòng về thái độ của họ, nhưng tôi đã cố gắng truyền tải kiến thức để các cầu thủ có thể vào sân với tâm thế sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của tôi cùng tuyển Việt Nam. Trong đợt tập trung này, huấn luyện viên Chuxie gây chú ý khi triệu tập 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn. So với Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn hồi quân muộn hơn và chỉ có 1 đến 2 ngày tập luyện, nhưng vẫn được điền tên trong đội hình thi đấu với Hồng Kông Trung Quốc. Dù không có được phong độ tốt trong thời gian khoác áo ở các đội bóng trời Âu, nhưng cả ba đã cho thấy sự chuyên nghiệp và thích nghi nhanh chóng với phong cách làm việc của người thầy mới. Ông Chuxie cho biết, bộ ba ngôi sao đều cho thấy khát khao, nỗ lực và cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải về hội quân sớm nhất và đã tập luyện được một tuần rồi. Cậu ấy cho thấy sự hòa nhập rất tốt. Công Phượng và Văn Toàn về muộn hơn, nhưng nhìn chung tôi đánh giá ba cầu thủ này đều cho thấy sự khát khao và nỗ lực để cống hiến cho màu áo đội tuyển. Với việc dành lời khen cho cả ba cầu thủ đã từng thi đấu nổi bật dưới thời huấn luyện viên tiền nhiệm Park Hang-seo, người hâm mộ sẽ chờ đợi liệu cả ba cầu thủ này có tỏa sáng trong trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Chuxie hay không. Đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận giao hữu sắp tới, Hồng Kông Trung Quốc, đang đứng thứ 147 trên bảng xếp hạng FIFA, kém chúng ta 52 bậc, bị đánh giá thấp hơn, nhưng đoàn quân huấn luyện viên Charles Anderson sẽ không dễ bị đánh bại. Họ vừa giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup và sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch vô cùng chất lượng. Một trong số đó là tiền đạo nhập tịch Matt Orr, người được xem là mối đe dọa số 1 với khung thành của Đặng Văn Lâm ở trận đấu tới. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m88 cùng tốc độ và khả năng săn bàn đã được chứng minh, Matt Orr đang là chân sút số 1 của đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ sinh năm 1997 đang thể hiện phong độ ấn tượng với 7 bàn và 2 kiến tạo trong 8 trận đấu, giúp Guangxi Baoyin FC dẫn đầu bảng xếp hạng ở giải hạng nhất Trung Quốc. Anh được kỳ vọng sẽ là cây săn bàn chủ lực cho Hồng Kông trong trận gặp Việt Nam sắp tới. Trả lời phỏng vấn trước thêm trận đấu, ngôi sao của Hồng Kông Trung Quốc cho biết bản thân đang rất tự tin và sẽ nỗ lực giúp đội nhà tạo ra cơ hội ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam. Tôi đang có phong độ ghi bàn tốt nên cảm thấy rất tự tin. Hy vọng tôi có thể mang điều đó vào trận đấu hôm 15 tháng 6 để chúng tôi có thể tạo ra vài cơ hội cũng như ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam. Chân sút sinh năm 1997 cũng tiết lộ huấn luyện viên Anderson yêu cầu anh chơi ở tuyến giữa nhiều hơn vì đó là nơi anh có thể tạo ra mối đe dọa cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Matt Orr muốn được chơi gần vòng cấm. Bởi thời gian qua, anh đã thường xuyên học hỏi từ các tiền đạo hàng đầu châu Âu như Erling Haaland, Robert Lewandowski và Harry Kane để hoàn thiện kỹ năng ghi bàn của mình. Gần đây, tôi đã xem tất cả các bàn thắng của họ. Lewandowski có 33 bàn và 31 là trong vòng cấm. Kane có 30 và 28 trong số đó là trong vòng cấm. Điều quan trọng là phải có mặt đúng lúc, đúng thời điểm khi nhận bóng trong vòng cấm. Và thật sự tôi đang cố gắng làm điều đó trong các trận đấu của mình. Bên cạnh Matt Orr, đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc còn mang sang Việt Nam 3 cầu thủ nhập tịch khác là Vasudeva Lili Nunes số 24, Helio Jose de Sousa Goncalves số 5 và Mahama Anwar số 8. Tất cả đều sở hữu ngoại hình cao to, thể lực sung mãn, hứa hẹn sẽ mang tới những rủi ro khó lường cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tới. Sau các thất bại ở Doha Cup và trở thành cừu vương khi bị loại ở bán kết SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuxie khởi động kế hoạch hướng tới vòng loại U23 châu Á 2024 không hề suôn sẻ. Trong đợt tập trung tháng 6, bên cạnh tâm điểm là đội tuyển quốc gia Việt Nam, tuyển U23 Việt Nam cũng bắt đầu hành trình hướng tới vòng loại U23 châu Á. Vào hôm qua, đội đã có trận giao hữu kính đầu tiên với câu lạc bộ Công an Nhân dân và thu về một kết quả không tích cực. Do là trận đấu kính, không cho phóng viên tác nghiệp, vì thế không có nhiều thông tin về đội hình cũng như diễn biến được tiết lộ. Đội tuyển U23 Việt Nam đã được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Muley Asegura, trợ lý của Philippe Chuxie. Sau hiệp 1-0 bàn thắng, Công an Hà Nội đã ghi tới 2 bàn trong hiệp thi đấu thứ 2 nhờ công của Hồ Ngọc Thắng và một cầu thủ ngoại binh. Sau trận đấu này, U23 Việt Nam vẫn còn một trận nữa gặp câu lạc bộ Hải Phòng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ BVF vào ngày 17 tháng 6.
Những trận giao hữu với các đội bóng hàng đầu V-League sẽ là cơ hội tốt để ban huấn luyện đưa ra đánh giá chi tiết về lực lượng cũng như lối chơi của toàn đội. Với việc huấn luyện viên Trussier không phân biệt rạch ròi lực lượng giữa U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia, thì những cầu thủ U23 trình diễn tốt trong hai trận giao hữu hoàn toàn có thể được điền tên vào danh sách đội tuyển quốc gia trong trận đấu giao hữu gặp Syria vào ngày 20 tháng 6 trên sân Thiên Trường Nam Định. Cũng liên quan đến loạt trận giao hữu của tuyển Việt Nam, ban tổ chức vừa có thông báo chính thức sẽ không tổ chức bán vé online trận giao hữu giữa Việt Nam và Syria mà chỉ bán trực tiếp tại sân vận động Thiên Trường Nam Định. Trận giao hữu thứ hai của tuyển Việt Nam diễn ra lúc 19:30 ngày 20 tháng 6 trên sân nhà của câu lạc bộ Nam Định. Vé xem trận đấu sẽ có 3 mệnh giá gồm 300.000 khán đài A, 200.000 khán đài B và 50.000 khán đài CD. Khán giả chỉ có thể mua trực tiếp tại các phòng vé đặt tại các khán đài của sân Thiên Trường từ ngày 15 tháng 6 cho đến khi hết vé. Buổi sáng sẽ bán từ lúc 8 giờ đến 10 giờ và chiều từ 15 giờ đến 17 giờ và mỗi khán giả sẽ chỉ được mua tối đa là 2 vé. So với Hồng Kông, Trung Quốc, đội tuyển Syria là đối thủ chất lượng hơn rất nhiều, xếp hạng 90 FIFA, hơn Việt Nam 5 bậc. Đội bóng Tây Á thường xuyên góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup. Năm 2018, Syria thậm chí đã lọt đến vòng đấu play-off và chỉ dừng bước trước Australia. Lần gần nhất đấu giao hữu vào năm 2016 thì đội tuyển Việt Nam đã từng thắng Syria với tỷ số 2-0. Với những thông tin trên, lần tái đấu giữa đôi bên sắp tới chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm rất lớn từ cổ động viên, đặc biệt là người dân Nam Định. Đồng nghĩa với việc, ban tổ chức sắp tới sẽ phải rất vất vả trong công tác bán vé trực tiếp tại sân Thiên Trường. Trước thềm vòng chung kết U17 châu Á 2023 tại Thái Lan, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã đưa ra danh sách những ngôi sao được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Trong đó, có đội trưởng Nguyễn Công Phương U17 Việt Nam. Công Phương hứa hẹn sẽ có một sự nghiệp thành công sau khi thi đấu xuất sắc, giúp U17 Việt Nam lọt vào vòng chung kết châu Á. Bên cạnh tố chất thủ lĩnh, tiền vệ này còn đóng góp những bàn thắng. U17 Việt Nam sẽ đặt niềm tin vào Công Phương trong mục tiêu có một giải đấu thành công, AFC diễn giải. Tiền vệ xuất thân từ lò đào tạo câu lạc bộ Viettel trưởng thành vượt bậc ở cấp câu lạc bộ và tuyển U17 trong thời gian qua. Tại giải Đông Nam Á 2022, Công Phương ghi bàn vào lưới Indonesia và Thái Lan, giúp U17 Việt Nam giành ngôi Á quân. Đến vòng loại U17 châu Á, tiền vệ sinh năm 2006 tỏa sáng rực rỡ để cùng đội nhà đi tiếp với ngôi Nhật Bản. Trong đó, ấn tượng nhất là bàn khai thông thế bế tắc từ quả đá phạt trực tiếp cực đẹp trong chiến thắng 3-0 trước Thái Lan. Trở về câu lạc bộ Viettel, Công Phương tiếp tục để lại dấu ấn. Tại giải U17 quốc gia 2023, anh ghi nhiều bàn thắng quan trọng, góp phần đưa U17 Viettel giành ngôi vô địch toàn quốc lần thứ hai trong lịch sử. Trong chuyến tập huấn tại Qatar và Nhật Bản vừa qua, Công Phương cũng để lại khá nhiều dấu ấn. Tiền vệ người Hải Dương đã ghi một bàn trong chiến thắng 2-0 trước U17 Qatar.